làm hộ nam giống siêu hộ tiền. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay Lan sẽ hướng dẫn cho cả nhà làm hộ nam giống siêu hộ tiền nha. Tại nhiều anh chị hỏi quá, sao mà Lan ơi mới có 2 năm thôi mà Lan kinh doanh được trên 6 quốc gia trên thế giới và thu hút tiền từ quốc gia về thụ động. Vậy thì bây giờ có cách nào ứng dụng luật hấp dẫn để mà có thể là thu hút đối tác nước ngoài hay là không? Thì hôm nay Lan sẽ chia sẻ cho anh chị cái phương pháp, cả anh chị có thể là thấy hay thì mình có thể ứng dụng theo nhé. Và Lan có một cái hộ quỹ từ do tài chính như thế này nè anh chị. Và thực sự là nó ví dụ kinh khủng luôn. Lan nó không có nghĩ ra thì trước đó Lan rất là thích sưu tập tiền nước ngoài anh chị. Thì trong này của Lan cũng có rất là nhiều tiền nước ngoài, ví dụ như là tiền Mỹ nè, tiền Singapore nè vân vân. Tất nhiên là có cả tiền Việt Nam nữa. Vậy thì khi mà Lan bỏ quỹ tự do tài chính, anh chị sẽ hiểu cái từ hộ quỹ tự do tài chính có nghĩa là giúp cho chúng ta tự do tài chính. Anh chị hiểu được cái ý nghĩa của nó đúng không ạ? Thì khi mà anh chị bỏ vào quỹ tự do tài chính này, nhớ ngay trước thì mình hãy bỏ héo đúng không anh chị? Trước đó Lan cũng hay bỏ héo, nhưng mà bỏ tiền vô héo là mình không có biết có bao nhiêu ở trong đâu, và đôi khi mình nhìn thấy tiền nhưng mà mình cũng không có cảm xúc. Nhưng mà khi anh chị bỏ vào cái quỹ tự do tài chính như thế này thì anh chị hãy chuẩn bị một cái hũ trắng xuống như thế này nhá, để mà cả anh chị khi nhìn vào là mình thấy tiền ở trong này thì tiềm thức của mình nó rất là cảm xúc, được không ạ? Và khi anh chị bỏ vào cái gì thì anh chị sẽ hút cái đó thì rất là hay luôn. Trong này anh chị không chỉ là bỏ tiền thôi đâu, mà anh chị có thể là bỏ bạc này, hay là bỏ vàng trong này nữa. Cả anh chị muốn thu hút cái gì thì mình sẽ bỏ vào trong cái hũ này. Và rất là tuyệt vời, anh chị hiện tại thì Lan đã kinh doanh trên 6 quốc gia trên thế giới. Thì Lan đã thu hút rất là nhiều những đối tác ở nước ngoài về đồng hành cùng mình. Thì đó là cái hũ quỹ nam chấm thu hút tiền. Nếu khi mà cả anh chị muốn thu hút thì cả anh chị hãy giữ cái thói quen này. Đó là về luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức nha. Cả anh chị nào mà tin thì là chúng ta cũng có thể ứng dụng nó một cách là triệt để hơn, để mà có thể là chuẩn bị cho mình một cái hộp bỏ vào quỹ tự do tài chính hội này nha. Và một cái kỹ xảo mà cả anh chị nhớ nè, không phải là mình bỏ vào là bình thường đâu nha, mà cả anh chị bỏ vô là cái cảm xúc của anh chị, cái tâm trí của anh chị phải tập trung vào đây, được không ạ? Tập trung vào đây này anh chị. Và Lan hướng dẫn cho anh chị cách làm như thế nào anh chị mới hút được tiền này. Nghĩa là khi mà cả anh chị bỏ vô đây thì tâm trí của chúng ta sẽ tập trung vào gì ha? Tâm trí của chúng ta sẽ tập trung vào tiền, và tâm trí của chúng ta sẽ tập trung vào tự do tài chính, được không ạ? Khi mà anh chị thả cái đồng tiền vô thì mình sẽ nói sao ạ? Chín, yes, tiền của tôi lại giá tăng lên rồi, tôi rất là yêu tiền, tôi rất là mê tiền. Số tiền này đáng nhận lên gấp 1.000 lần, gấp 1 tỷ lần, và quay vào quỹ tự do tài chính của tôi. Tôi là nằm trong siêu tiền, yes. Và đó là cách mà Lan đã ứng dụng bán chỉ biết ở này. Trước đó Lan chỉ có bỏ, anh chị thấy có mặt chỉ có 1.000, 2.000 như vậy thôi. Nhưng mà rất là tuyệt vời, bắt đầu Lan cũng ứng dụng liên tục mỗi ngày như vậy thì bắt đầu Lan lại thu hút những khách hàng, những đối tác lớn hơn, giúp cho Lan có thể liên tục gia tăng được cái tài chính của mình anh chị. Nên đó là cái mà Lan rất là yêu cái hộ quỹ tự do tài chính, gọi là rất là cứng luôn anh chị ha. Yes, và nó rất là ví dụ, ngày nào mà cả anh chị thử mà không bỏ là anh chị thấy đi cái dòng tiền rất là tự nhiên nó về dưới Lan luôn. Nên là Lan rất là ý thức từ việc mà mình phải bỏ hộ quỹ tự do tài chính, anh chị hay lắm. Cả anh chị muốn cái gì anh chị muốn hụt tiền, muốn hụt ngoại tệ thì là mình bỏ vào đấy ha. Ngay trước thì Lan cũng chỉ đi bán hàng ngoài chợ thôi anh chị. Khi Lan vào câu lạc bộ học với những người thầy của Lan thì Lan mới ứng dụng theo cách này, thì nó đã rất là hiệu quả đối với Lan. Rồi bắt đầu Lan thuộc nhận đối tác là ở Singapore, rồi là ở Hàn Quốc, ở châu Âu, rồi là ở Mỹ, rất là tuyệt vời luôn anh chị. Có nghĩa là không có phải khi mà anh chị kinh doanh rồi mà hụt tiền về đâu ạ, mà kể cả khi anh chị chưa kinh doanh thì anh chị cũng có thể là bỏ vào đây, thì lúc đó là tiền hấp thụ cho anh chị rất là nhiều nguồn lực. Nên cái hụt quỹ tự do tài chính á, cái ý nghĩa của nó là bây giờ là nó thành thực luôn anh chị. Có nghĩa là Lan kinh doanh trên 6 quốc gia, và công việc kinh doanh của Lan thì mỗi tháng cái dòng tiền là từ nước ngoài là cũng chạy về thụ động, và Lan thấy rất là hạnh phúc luôn, rất là sống sướng, rất là vui nhiều lắm anh chị. Thì anh chị có thể ứng dụng ha. Và Lan còn rất là nhiều những cái việc nghiệp thu hút tiền, Lan sẽ chỉ cho các anh chị khi sẽ có những cái video hướng dẫn này luôn, rất là hay. Thì anh chị muốn thì có thể nhắn cho Lan thì Lan gửi tặng video hướng dẫn cho anh chị. Còn không thì một buổi sáng là làm những cái quy trình thu hút tiền bạc, mục tiêu, đối tác, khách hàng để mà có thể là cùng hưởng cái năng lượng cùng nhau thực hành bỏ quỹ tự do tài chính này. Thì chúng ta có thể là vào nhóm học tập để mà chúng ta cùng nhau hưởng ứng, để mà có thể là ứng dụng tạo ra kết quả ngoài một anh chị ha. Tại vì cả anh chị bỏ một mình đó là anh chị đôi lúc anh chị nhớ thì mình bỏ, gọi là không nhớ thì không bỏ, hoặc là cả anh chị đôi lúc mình hận lên thì mình bỏ, mình không hận thì mình thôi, hoặc là cả anh chị ở lúc vui thì bỏ, lúc không vui thì không bỏ, kiểu là vậy á, là không có kết quả nhá. Hoặc là cái năng lượng mình không có tốt anh chị, mà anh chị bỏ vô là chúng ta đang bỏ vô cái năng lượng không tốt á. Nên là anh chị phải kiểm soát được cái cảm xúc của mình khi mà chúng ta bỏ quỹ tự do tài chính nha. Ok, Lan rất là cảm ơn anh chị. Nếu như mà anh chị nào mình cảm thấy là cái video này có giá trị thì anh chị có thể là chia sẻ để mà lan tỏa giúp nhiều anh chị khác họ cũng biết cái cách ứng dụng này, để mà họ cũng có thể đạt được những cái mục tiêu của mình nhé. Lan xin cảm ơn.